bà con, thì bà con cũng vui lòng đăng ký kênh nha. Thì với clip này á, thì cũng hầu như tất cả clip mình quay hầu như là trên dây rất là nhiều cho bà con xem rồi. Thì cái vườn này là của cô Sen ở xã Đồng Kết, Kon Tum. Thì cái clip này mình quay cho bà con là xem về cái hình trạng mà xử lý thành công cái việc bị bệnh phân trắng á. Thì nói thật ra cái vườn này mới xử lý được có 70%. Thì cái việc mà khắc phục cho một cái vườn mà bị phân trắng á, thì nói chung là rất là khó, nó cần có thời gian. Thì vườn này thì mình đã cho cô Sen ở Kon Tum á phun thuốc á, thì đúng gần 20 ngày rồi đó. Thì mình kiểm tra lại thì cái đọt mới lứa mới ra là không bị sáng nữa. Thì đi khắp vườn á thì cũng có kiểm tra, ở đây là đầu vườn, mình sẽ quay hết từ đầu vườn đến cuối vườn cho bà con xem và cái hiện trạng của cây chanh dây khi mà xử lý đọt mới ra thế nào. Chứ còn mình quay sẽ quay rất thực tế, sẽ không quay những cây xấu và không quay những cây đẹp. Thì đôi lúc bà con cứ nghĩ là lựa những cây đẹp quay, nhưng mình nói với bà con xem, mình cam kết sẽ quay thực tế, không bao giờ lựa những cây đẹp mình quay. Mình quay chung hết vườn luôn. Vì những cây nào xấu mình sẽ quay xấu, những cây đẹp nào quay vườn đẹp. Vì để cho bà con chúng ta luôn thắc mắc tại sao khi chúng ta quay bên clip trái cây thêm một lát toàn là những vườn đẹp hoặc là những vườn bệnh mà không có clip xử lý thành công, thì bà con cũng có phần nghi ngờ. Nhưng nay mình sẽ quay từng cây khi mà xử lý ra cái đọt á. Đây là một cây cắt bỏ nè, khi cái đọt mới ra nó không bị xoắn nữa nè. Thì với cái việc mà đã xử lý thành công á, thì mình cũng khuyên bà con á, là phòng cho bên mình á, bà con phòng một cái côn trùng kết thúc. Vì khi mà bớt bà con không phun được cái côn trùng kết thúc, nó có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất đó là do thời tiết nè, cái thứ hai nữa là do chế độ mà xịt thuốc của bà con nó không phù hợp. Ví dụ như là 5 ngày bà con xịt côn trùng kết thúc một lần, mà ngày đó vô tình mưa á, bà con để luôn qua tới ngày thứ bảy á, thì tất nhiên những ngày mưa đó là cái nguồn bệnh nó sẽ lây tới, vì số lượng thuốc nó là bị rửa trôi, côn trùng nó sẽ bám tới và nó chết hút. Thì mình cũng khuyên bà con á, cái việc mà bà con phun thuốc á thật sự nó rất là khó khăn và mệt, nên bên trái cây luồng lắc cũng hỗ trợ bà con hết mình để muốn cho bà con có một cái mùa năng suất cao bội thu để thu hoạch được và lấy lại vốn. Vì cái vốn đầu tư bà con ra cái chanh dây cũng rất là lớn, vì kỹ thuật đi kiểm tra vườn á thì bên mình có ghi lại hình ảnh hết, hầu như vườn nào bây giờ cũng bệnh rất là nhiều, mà chi phí bà con đầu tư vào cũng rất là lớn, nên bên mình muốn hỗ trợ cho bà con về cái việc mà là xử lý bệnh cho nó thành công, và cái thứ hai nữa là nó bớt bệnh và bà con có mùa thu để lấy lại vốn đầu tư của bà con ban đầu. Thì cái việc mà xử lý cái bệnh phân trắng rất là khó, đòi hỏi bà con hai nguyên nhân chính đó, là phòng được côn trùng chết hút, cái thứ hai nữa là phun thuốc chế độ phù hợp định kỳ để ngăn chặn được cái nguồn bệnh lây lan từ côn trùng, nó chích từ những cái đọt mà bệnh á sang cái đọt chúng ta không bệnh. Thì đây mình quay hồi nãy giờ là mình đi tới đâu mình quay tới đó, mình quay ngẫu nhiên chứ không phải là lựa cây mình quay. Thì vườn này thì lấy ý kiến của cô Sen á, chủ vườn á, thì cô nói chỉ có giảm được 70%, không giảm được hoàn hảo. Thì mình cũng nói thẳng luôn với bà con rằng á, virus chúng ta chỉ khắc phục được 70% và chúng ta phòng trừ, thì muốn tiệt nó 100% rất là khó, vì nó là virus, nó ảnh hưởng đến nhiều yếu tố, nhất là nguyên nhân về giống này. Khi bà con đã mua giống nó nhiễm bệnh á, thì chúng ta chỉ ức chế kìm hãm lại cái con virus nó phát triển thôi, nó không không thể nào tiệt nó luôn được, nên chúng ta kìm hãm duy trì cái sự sống của cái cây, không cho nó phát nữa để cho cái lứa mới chúng ta ra nó đẹp. Thì đây là một vườn một lô, thì đây mình sẽ quay cái lô thứ hai cho bà con xem đó. Lô thứ hai là vườn bà con của cô Sen, là em của cô Sen. Thì đây vườn này mình quay cũng rất là thực tế cho bà con xem nè, những cái đọt mới ra cũng rất là đẹp, vườn này thì cũng khắc phục được 70% rồi, thì lứa mới ra nó không bị nữa. Thì với khi mà lứa mới ra không bị á, thì bà con như phòng mình nói ở ban đầu á, là phòng được côn trùng chích thúc, phun thuốc phù hợp, cắt tỉa cành thông thoáng cho mình. Vì trên dây nó rất nhiều bệnh, nhưng cái bệnh phổ biến chung á thì bà con ai cũng bị đó. Thứ nhất là sắn lá này, vàng lá này, rồi da cóc trên trái này, rồi bã trầu, đốm quả, dầu lon, đó là những cái bệnh chung. Còn những cái bệnh mà đáng lo ngại nhất là bệnh héo rũ, héo xanh do vi khuẩn á, như là chích nhanh chích chậm á, do nấm á. Thì cái bệnh này á thì mình khuyên mà con nên phòng đi, vì cái tốc độ nó lây lan mà nó phát triển rất là nhanh, nó lây trong 24 giờ. Nếu mà sau cơn mưa á, thì chúng ta khi ra kiểm tra vườn chúng ta không biết đâu, mà khi trời nắng lên 1 đến 2 giờ chiều á, tự nhiên mà con thấy cây nó héo rũ hết, thì bà con tưởng nó thiếu nước, nhưng chắc là nó không có thiếu nước, nó bị nhiễm khuẩn rồi. Nó nhiễm khuẩn thời gian rất là lâu, như gần đây bên trái cây thơm mùa lắc có nhận được nhiều cuộc gọi và phản hồi từ khách hàng á, là một số vườn tự nhiên sau một cơn mưa 1 tháng á, chanh dây đang đẹp
xanh xao, cái nắng lên thấy nó héo rũ mà nó chết hết. Thì nhổ lên thì kiểm tra thì thấy cái rễ nó đã bị thối nhũng rồi. Thì như cái việc này mình cũng khuyên bà con á, sau này á, khi trồng cái gì á, bà con cũng nên phòng bộ gốc là việc đầu tiên. Chanh dây nó quan trọng nhiều yếu tố, thứ nhất là gốc, thứ hai là dinh dưỡng, thứ ba là bộ phận ngọn. Thì những yếu tố, riêng yếu tố gốc á, nếu gốc của cây chúng ta khỏe á, thì nó sẽ kháng được mầm bệnh, thứ hai là cây sẽ nó vươn xa hơn, phát triển mạnh hơn. Mà bộ gốc chúng ta yếu á, thì nó phát triển rất là chậm và không cung cấp được dinh dưỡng cho cây, khiến cho cây chúng ta nó còi cọc hơn. Về cái vườn này thì mình cũng qua cho con xem á, này thì bà con của sen thì trồng cũng rất là nhiều và cũng chăm sóc rất nhiều. Đây đây là ống ngọn đã cắt rồi đó, nó ra nó cũng thẳng đều đẹp. Thì có những đoạn bên này thì do đợt trước bà con của cô sen cũng chưa cắt đọt, vẫn để luôn mầm bệnh cũ của nó. Thì những mầm bệnh đó thì vô tình côn trùng nó chích hút rồi, chúng ta để lâu thì nó bị ra, thì nó bị lại. Nhưng mà những đọt đã cắt rồi mà chúng ta phòng côn trùng chích hút á, thì hầu như là nó không có bị. Thì một số vườn chanh dây chúng ta là nhiễm giống từ ban đầu rồi, thì mình khuyên nếu mà mới trồng á mà bà con thấy nó bị virus nhiều quá á, thì mình khuyên bà con cắt bỏ đi. Nếu mà mới trồng á, thay vì cái chi phí ban đầu bà con bỏ ra rất là ít á, thì bà con cắt bỏ luôn, trồng lại giống mới. Bà con nên chọn những giống chuẩn đi, chứ nếu bà con chọn giống sai á, thì khiến cho cái việc chăm sóc bà con nó cực nữa nè. Cái thứ hai nữa là thuốc thang và chăm sóc rất là tốn nhiều chi phí, nhưng lại kết quả lại không được như ý muốn, có nghĩa là trái ra nó không được lớn đẹp. Thứ hai nữa là chanh mà con bán không được chanh nhất, mà toàn là chỉ là chanh múc thôi. Nên cái khâu chọn giống là khâu quan trọng nhất. Cái thứ hai nữa là khâu xử lý đất. Thì hiện tại là chanh dây nó bộ rễ nó cũng hơi kém, dễ bị xâm nhập. Nên mà con không phòng được cái bộ rễ thì những cái con nấm khuẩn rồi đó, xâm nhập vào thì nó làm cho bộ rễ cái chanh dây nó sẽ bị hư hỏi và chết rất là nhanh. Thì vườn chanh dây này nãy giờ mình quay cho con cũng rất là cụ thể và chi tiết đó rồi á, mình quay rất là rõ ràng. Và những cái đọt cây á, thì có những đọt nó cũng ra rất là đẹp, và những đọt nó cũng còn sẵn do tồn dư lại những cái mầm bệnh á. Thì mình cũng mong những cái vườn quay này sẽ sớm được thu thu lại cái năng suất cao, để cho bà con có được nguồn vốn và cái động lực để làm cho những vụ tiếp. Vì nói thật ra thì trên dây bà con đầu tư rất là nhiều về phân lạc và thuốc. Mình cũng khuyên bà con nên phòng, chế độ phòng cái chanh dây thật là tốt. Nếu chúng ta phòng được thì cái nhu cầu mà bà con xử lý bệnh á, thì nó cũng khỏe hơn. Thì qua clip này á, thì bà con vui lòng đăng ký kênh đi, thì mình sẽ quay thêm những video về những cái vườn đã xử lý xong để bà con theo dõi và an tâm. Vì gần đây trời mưa rất là nhiều nên vườn bệnh sẽ ra rất là nhiều, đa số là những vườn bệnh tổng hợp nhưng cái việc phục hồi của nó rất là khó khăn. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này. Xin cảm ơn.